Nam đồng diễn bắt đầu. Công viên văn hóa Văn Lang phía trước đây là ủy ban dân quận 5 các bạn. Ủa vậy là xong rồi hả? Nhanh nhỉ? Ờ nhanh nhé. Các bạn ơi, chúng tôi xin được trọng kính mời bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, trưởng phòng biên tập tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kinh, đại diện tổ chức kỷ lục Hội Luật gia Việt Nam lên phát biểu công bố quyết định về xác lập kỷ lục Việt Nam đồng diễn 108 Lâm Quận Năm với chủ đề Quận Năm tinh hoa hội tụ. Quận 5 cùng các huấn luyện viên, vận động viên đến từ các đoàn lân sư rồng. Kính thưa các quý vị quan khách tham dự buổi lễ ngày hôm nay, sau màn đồng diễn vô cùng đặc sắc vừa rồi với sự đồng diễn của 108 lân trong chủ đề Quận 5 tinh hoa hội tụ, ngay sau đây tôi xin được thay mặt cho Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam công bố quyết định xác lập kỷ lục. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hội kỷ lục gia Việt Nam, tổ chức kỷ lục Việt Nam số 2181 QĐKLVN 2018 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 12 năm 2018 quyết định về việc xác lập kỷ lục Việt Nam. Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam căn cứ quy trình xác lập kỷ lục Việt Nam của tổ chức kỷ lục Việt Nam, căn cứ đề xuất của Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5 tại bộ hồ sơ tài liệu đã cung cấp, căn cứ quá trình kiểm tra đối chiếu và thẩm định trực tiếp của tổ chức kỷ lục Việt Nam, xét đề nghị của Ban Thường trực Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam quyết định. Điều 1, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam màn đồng diễn lân với chủ đề Quận 5 tinh hoa hội tụ có số lượng lân tham gia nhiều nhất Việt Nam kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018. Điều 2, kỷ lục này được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống kỷ lục Việt Nam, được ghi vào niên giám kỷ lục Việt Nam hàng năm và thông báo đến cộng đồng kỷ lục gia trên toàn quốc. Điều 3,
đơn vị sở hữu kỷ lục này có trách nhiệm quảng bá hình ảnh kỷ lục Việt Nam trong nước và quốc tế. Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hội kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức kỷ lục Việt Nam và đơn vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ký tại Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trần Trường An đã ký. Một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng tất cả các huấn luyện viên, vận động viên đến từ các đoàn lân sư rồng đã tham gia và xác lập thành công kỷ lục Việt Nam ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Lớn và thật dày cho kỷ lục Việt Nam vừa mới được tôn trọng tập quận 5 trong sáng ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi sẽ trân trọng được kính mời bà Trương Minh Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5, ông Nguyễn Đồng Tú, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5, ông Lưu Đằng Phi, trưởng ban chuyên môn trọng tài bộ môn lân sư rồng quận 5, cùng lên để nhận giấy chứng nhận xác lập kỷ lục Việt Nam đồng diễn 108 lân quận 5.